Nước mắt từng đêm cứ tuôn rơi. Em đâu có biết đâu hả? Tại sao vậy? Tại sao em không nghe anh? Cách giải quyết tốt nhất đâu phải là thế này đâu. Yo, yo, Phong Trần featuring Thái Storm in the new song. Yeah, show them how you feel. Sáng khi mưa hiên tôi liền nhớ đến những ngày lạnh lùng giữa mùa đông. Tình yêu đôi ta như sương khô ướt với cặp ánh mắt mình xa xăm. Mùa thu đã đến rồi lại đi. Ôi cây và lá thật tỉ mỉ, nhìn kỹ cũng sắp bị khô héo. Em đã ra đi trong lúc thời kỳ bị khô héo. Bình minh bắt đầu giờ đây còn lại 12 canh giờ để suy nghĩ. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Em đi rồi mai em làm gì? Nếu vậy rồi mai em ra sao? Em càng suy nghĩ cho thật cao. Sự kiện như vậy không đủ chính đáng để ta chia tay như vậy đâu. Thật tình chúng ta đã gặp nhau bởi vì anh đã chấp nhận một lòng với em suốt đời sẽ hạnh phúc. Thay lòng đổi dạ hoặc là giả dối, con tim sẽ bị kiếm kim và ga đông cùng lốt. Anh mong em hiểu cho lần này, sẵn đây cuối tháng sẽ sang đông. Xin em chấp nhận điều anh mong, hãy cho anh thấy thấu những điều anh sai. Đây anh cần viết xuống và tình đôi ta sẽ vĩnh cửu. Mùa thu năm tới anh tin những hoa và lá sẽ hiện hữu, và cặp tình nhân sẽ đẹp như đóa hoa đó. Nếu cây và lá không cần đi vô. Ta đâu vội mà quên thì chỉ ngày tháng sẽ gần phai. Tình mình như vậy em không thể nào dự dàng để ráng đến ngày mai. Bình minh mới vừa chiếu xuống mà thấy nước mắt đã xuống tới ngàn vai. Cuộc tình như vậy ngày tháng dành cho rồi chỉ càng mau quên. Nếu đã biết trước như vậy anh cũng không tiếc càng không quen. Mỗi đêm anh nằm suy nghĩ, anh càng suy nghĩ mà vẫn không thấy điều anh sai. Nhiều lúc bỏ chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, vấn đề sẽ đáp được ra ngay. Lần này thì không, thôi thì chấp nhận những gì em phát biểu. Muốn làm được hạnh phúc thêm ngày anh tin được sẽ hiểu. Tất cả những gì anh muốn nói chờ coi anh sẽ biến hết vấn đề và bối rối. Tại sao đêm nay chúng ta không cần phải khóc chứ chẳng ngồi. Never ever have to tears on no pillow. Baby know why tonight gon' make us mellow. We still have a little problem even though we would talk it out like no thanks for một buổi chiều tà. Hoàng hôn đang buông xuống bao phủ cả căn nhà. Cô ấy ra đi với một vẻ mặt giận dữ, vừa đi vừa la vừa chửi chỉ để lại vài chữ: em xin lỗi em không thể nào ở bên anh. Sao vậy hả? Tất cả cô ấy mang đi với tôi chỉ là một tình yêu, chỉ để lại nơi đây là một nỗi buồn và hoạn hiu. Anh nói là sẽ có cách giải quyết giữa hai ta. Tại sao em lại không nghe mà vẫn cứ bỏ ra đi xa? Vẫn bước thêm trong không gian người đã bước đi xa. Liều thuốc đắng sao chưa tan, sầu trống vắng trong mơ man. Người hôm trên tôi lang thang, tôi bước đi về đâu? Bao nhiêu đam mê đã rơi xuống vực sâu. Trôi đi, sau khi biết trở về đâu? Tôi sống ra làm sao khi đã xa lìa? Yeah.